là ai? Còn anh là ai? Anh là ai? Rio Kid, Chu Âu One Four. Biết bao nhiêu người, tại sao anh là người phải chịu nghịch cảnh này? Em nói đi. Đôi chân anh đã dừng lại mà sao vẫn ngóng về phía em, vì chắc tình cảm này còn vương vấn, nó còn muốn níu em ở lại, nhưng mà sự thật đã không cho phép nó làm như thế, vì người ta còn tương lai. Mai mốt này em về nơi đó, biết còn nhớ đến anh không? Ừ mà quên lúc đó người ta là con gái đã có chồng. Mình là cây thá gì chứ mà bắt người ta phải nhớ? Mình là cây cầu bắt ngang sông. Mình là thằng khốn hay cản đường người ta do bô ly rượu hồng? Mình là cây gai là chướng ngại cản đường hạnh phúc người ta mong. Mày tránh ra cầu, tránh qua một bên để cho lời chúc được vang vọng. Cái nơi người ta đang có tình vui, sao mày đem nước mắt vào trong đó? Mày đi về đi, đi về về nơi tăm tối mà gửi nước mắt vào trong gió. Dù mày đâu thắt thì cũng về nhà mà dậy vò. Em ơi anh đau, đau nhiều lắm như ngạt vết khắc vào tim anh. Nơi vùng ngục tối em giam cầm, linh hồn không thoát anh da lạnh. Lúc này chỉ muốn uống thật say đi cho thân xác này được thoải mái, dù cho sống tiếp hay là chết ghét qua ngày mai. Ở nơi đây có một thằng ngốc, nó vẫn yêu em, nó vẫn chờ và nó vẫn đợi, dù cho kết quả nước mắt lem. Em nơi đó, nó còn nơi này, vậy nó ngóng chờ hình bóng ai? Mà tại sao nó phải chờ đợi khi người đó không hề quay lại? Ở nơi đây có một thằng ngốc, nó vẫn yêu em, nó vẫn chờ và nó vẫn đợi, dù cho kết quả nước mắt lem. Em nơi đó, nó còn nơi này, vậy nó ngóng chờ hình bóng ai? Mà tại sao nó phải chờ đợi khi người đó không hề quay lại? Em là ai, là người thế nào sao bỏ lại đây nỗi đau thắt? Còn anh là ai, là người nào mà nỗi đau đó anh phải nhận? Sao không ai khác mà phải là anh là người chịu đựng nghịch cảnh này? Sao không ai khác mà phải là anh là người yêu em không buông tay? Sao không ai khác mà phải là anh là người đang cố và níu lấy? Anh rất sợ và anh sợ lắm, anh sợ người ta không cho em hạnh phúc, anh sợ người ta ngược đãi đồ dạo với em đến từng tiết một, anh lo anh sợ vậy thôi. Đó, biết còn nhớ đến anh không? Ừ mà quên lúc đó người ta là con gái đã có chồng. Mình là cây thá gì chứ mà bắt người ta phải nhớ? Mình là cây cầu bắt ngang sông. Mình là thằng khốn hay cản đường người ta do bô ly rượu hồng? Mình là cây gai là chướng ngại cản đường hạnh phúc người ta mong. Mày tránh ra cầu, tránh qua một bên để cho lời chúc được vang vọng. Cái nơi người ta đang có tình vui, sao mày đem nước mắt vào trong đó? Mày đi về đi, đi về về nơi tăm tối mà gửi nước mắt vào trong gió. Dù mày đâu thắt thì cũng về nhà mà dậy vò. Em ơi anh đau, đau nhiều lắm như ngạt vết khắc vào tim anh. Nơi vùng ngục tối em giam cầm, linh hồn không thoát anh da lạnh. Lúc này chỉ muốn uống thật say đi cho thân xác thì được thoải mái, dù cho sống tiếp hay là chết ghét qua ngày mai. Ở nơi đây có một thằng ngốc, nó vẫn yêu em, nó vẫn chờ và nó vẫn đợi, dù cho kết quả nước mắt lem. Em nơi đó, nó còn nơi này, vậy nó ngóng chờ hình bóng ai? Mà tại sao nó phải chờ đợi khi người đó không hề quay lại? Ở nơi đây có một thằng ngốc, nó vẫn yêu em, nó vẫn chờ và nó vẫn đợi, dù cho kết quả nước mắt lem. Em nơi đó, nó còn nơi này, vậy nó ngóng chờ hình bóng ai? Mà tại sao nó phải chờ đợi khi người đó không hề quay lại? Em là ai, là người thế nào sao bỏ lại đây nỗi đau thắt? Còn anh là ai, là người nào mà nỗi đau đó anh phải nhận? Sao không ai khác mà phải là anh là người chịu đựng nghịch cảnh này? Sao không ai khác mà phải là anh là người yêu em không buông tay? Sao không ai khác mà phải là anh là người đang cố và níu lấy? Anh rất sợ và anh sợ lắm, anh sợ người ta không cho em hạnh phúc, anh sợ người ta ngược đãi đồ dạo với em đến từng tiết một, anh
lo anh sợ vậy thôi, chứ anh đâu là gì của em. Nếu ngày mai này còn ánh sáng thì anh xin vùi mình vào đêm tối, vì chỉ nơi đó anh mới được cười và yên tĩnh nhìn thời gian trôi để anh yên tâm nhìn em hạnh phúc. Bao nhiêu đó là đủ lắm rồi, em đừng bận tâm gì đến anh nữa. Anh rất ổn và không sao, từ giờ trở đi em được chăm sóc và được bao bọc trong sự giàu sang. Em phải sống tốt bên người đó mà kể nước mắt anh đừng màng. Bài nhạc này là do anh viết, là thằng chồng không có tương lai, là bài nhạc tiếng người sáng sau, còn thằng đó thì phải dừng lại. Ở nơi đây có một thằng ngốc, nó vẫn yêu em, nó vẫn chờ và nó vẫn đợi dù cho kết quả nước mắt lem. Em nơi đó nó còn nơi này, vậy nó ngóng chờ hình bóng ai, mà tại sao nó phải chờ đợi khi người đó không hề quay lại. Ở nơi đây có một thằng ngốc, nó vẫn yêu em, nó vẫn chờ và nó vẫn đợi dù cho kết quả nước mắt lem. Em nơi đó nó còn nơi này, vậy nó ngóng chờ hình bóng ai, mà tại sao nó phải chờ đợi khi người đó không hề quay lại. Nếu mà như thế thì cho anh xin giây phút đó mình được gặp nhau, thì hôm nay không có nghịch cảnh như thế này. Nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra và lỡ rồi thì thôi, anh cầu xin em được hạnh phúc và sống tốt bên người em chọn. Còn anh anh đừng bận tâm. Holy Boy Production.